Ok, xin chào tất cả các bạn và các em. Trong phần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu kiểu dữ liệu danh sách list và viết chương trình nhập dữ liệu cho cái kiểu này. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu. Để định nghĩa một cái kiểu dữ liệu list, chúng ta làm như sau. DS DS là tên dữ liệu, đó, tượng trưng cho chữ danh sách. Nếu các bạn muốn chữ này, các bạn có thể đặt bất kỳ cái tên biến nào cũng được. Ví dụ tên biến A cũng được, đấy. Hoặc là ở đây mình sẽ khai báo là tên biến V kép và tạo ra một cái danh sách đó là các cái thứ ở trong tuần. Đấy nhá. Các cái thứ ở trong tuần. Thì thứ hai là một cái kiểu chuỗi, do đó đặt ở trong hai cái dấu nháy đơn. Tương tự ta có sẽ có thứ ba, thứ tư là phần tử thứ hai là thứ ba, phần tử tiếp theo là thứ tư, phần tử thứ năm, phần tử tiếp theo là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Dấu phẩy cuối cùng chúng ta bỏ. Đây là phần tử cuối cùng ở trong cái danh sách. Cái tên danh sách là chữ V kép, có nghĩa là chữ tuần hay week này nha. Với cái khai báo như thế này thì chúng ta đã tạo ra một cái danh sách V kép với các phần tử là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Các phần tử này có kiểu là string, bởi vì chúng ta đặt nó trong dấu nháy kép hoặc là nháy đơn thì nó là kiểu string. Các bạn cũng có thể đặt nó trong cái dấu nháy kép như thế này cũng được. Đấy nhá. Ở đây mình thích sử dụng nháy đơn hơn, gọi nó nhanh hơn. Sau đó các bạn enter thì lập tức một cái biến có kiểu list được khởi tạo. Tiếp theo chúng ta sẽ truy xuất vào các phần tử của nó. Để quản lý các cái phần tử trong cái danh sách này, thì người ta định nghĩa cái địa chỉ của phần tử. Phần tử đầu tiên có địa chỉ là số 0. Tương tự như vậy, tiếp theo sẽ là số 1, địa chỉ số 2, địa chỉ số 3, số 4, số 5 và số 6. Week tại địa chỉ số 0. Enter. Thì các bạn thấy cái giá trị của nó là thứ hai. Tương tự week tại vị trí số 1. Thì các bạn thấy thứ ba và tại địa chỉ 6 thì cho là chủ nhật. Nếu các bạn nhập vào địa chỉ số 7 thì sao? Đương nhiên cái phần tử số 7 nó không tồn tại trong cái V kép này, thì nó sẽ báo một cái lỗi, đó là list index out of range. Đây, báo lỗi là cái chỉ số của phần tử nó vượt quá với cái list ở trên nha. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo một cái danh sách khác mà không phải là những cái thứ kiểu string như trên. Đây là những cái con số, n là number, nó sẽ bằng một cái danh sách. Những con số này mình thích mình liệt kê thôi, đúng không? Ví dụ như là số 3, phẩy, số 5, phẩy, số 7, số 9, số 11. Sau đó sẽ là enter. Thì lập tức n là một cái danh sách chứa những cái con số. Và nếu các bạn xem thì giá trị của nó tại số 0 thì được số 3. Đây là số địa chỉ số 0, địa chỉ số 1, địa chỉ số 2, địa chỉ số 3, địa chỉ số 4. Chúng ta thử xem địa chỉ số 4 là có phải số 11 không?
Rồi đó là một cái danh sách gồm những cái con số mà mình liệt kê. Ta làm một cái danh sách vừa chữ vừa số. Đó là danh sách của mình là NS bằng 2,2 3,3 rồi 4,4 Enter. Thì lập tức chúng ta cũng có một cái danh sách NS được tạo ra. Và ở đây có bao nhiêu phần tử? 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần tử. Phần tử đầu tiên cũng ở địa chỉ số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Ta xem NS tại vị trí số 1 bao nhiêu? Đương nhiên là 2, đúng không? Và NS tại vị trí 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tại vị trí số 5. Nó sẽ là số 4. Hoặc là NS tại vị trí số 4. Tại vị trí số 4 này. Thì nó cho chúng ta là số 4. Đúng không? Thì đây là cái ví dụ về cách định nghĩa cái danh sách ở trong ngôn ngữ lập trình Python. Và tiếp theo chúng ta sẽ viết một cái chương trình nhập dữ liệu cho cái kiểu này. Chúng ta đã hiểu về cái danh sách là như vậy. Và chúng ta sẽ tạo một cái chương trình để nhập dữ liệu vào danh sách từ bàn phím. Các bạn vào File, vào New. Rồi. Đầu tiên máy tính sẽ hỏi các bạn là bạn cần nhập bao nhiêu phần tử? Print. Bạn cần nhập bao nhiêu phần tử? Sau khi có thông báo rồi thì mình sẽ khai báo một cái biến số phần tử, nó sẽ bằng phương thức input. Và trước đây các bạn cũng đã biết input này cho chúng ta cái giá trị là kiểu string. Do đó chúng ta tiến hành ép kiểu thành kiểu integer, kiểu số nguyên. Ta có số phần tử rồi. Số phần tử chính cũng là số lần lặp lại cái việc là nhập của chúng ta. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái bộ lọc bằng phương thức là range. Giá trị đầu tiên chọn là số 0. Số 0 nó trùng với địa chỉ đầu tiên ở trong cái biến list. Do đó chúng ta sẽ chọn số 0. Rồi. Phần tử mà stop là phần tử nào? Ví dụ ở đây chúng ta nhập vào là 4 phần tử. Thì địa chỉ của chúng ta nó sẽ là 0. Đầu tiên là số 0. Sau đó số 1, 0 đến 1, đến 2, đến 3. Từ 0 mà đến 3 thì nó đã 4 phần tử rồi. Do đó phần tử kết thúc cũng chính là số phần tử. Mỗi phần tử cách nhau một đơn vị. Với cái chuyện đó thì nó tạo ra một cái bộ lọc từ 0 cho đến số phần tử trừ 1. Sau khi có bộ lọc rồi thì chúng ta sẽ đi duyệt cho nó lọc. For mỗi phần tử x trong cái bộ lọc này, x đầu tiên sẽ nhận giá trị là 0 này, đúng không? Thì ta sẽ làm gì? Đưa ra một cái thông báo hãy nhập vào phần tử tại vị trí x. Print. Phần tử ngắn gọn thôi. Phần tử tại tại chỗ nào? Tại vị trí x. Tiếp theo là bằng động ngoặc lại. Thông báo như vậy.
phần tử tại x bằng sau cái thông báo này thì chúng ta sẽ nhập một cái con số hoặc là một cái con trừ từ bàn phím vào và khai báo một cái biến là biến giá trị đi GT là giá trị nó sẽ bằng input. Và các bạn nên nhớ rằng input này luôn luôn nhận kiểu string. Thế thôi. Có nghĩa nếu chúng ta sử dụng input thì nó tạo ra một cái danh sách và các phần tử toàn là kiểu string. Tí nữa chúng ta sẽ xem cái kết quả của nó. Sau khi giá trị nhận từ bàn phím được lưu vào biến GT là giá trị thì chúng ta tiến hành thêm vào danh sách. Tuy nhiên đến đây chúng ta chưa khai báo cái danh sách thì quay lên lại để khai báo. Đó là cái danh sách của chúng ta. Đầu tiên nó chưa có phần tử nào cả cho nên mình chỉ có m ngoặc vuông và động ngoặc vuông. Ở bên trong không có phần tử nào. Rồi ta có danh sách rồi thì ta làm thế nào để đưa cái giá trị GT này từ bấn GT nhận được từ bấn phím đưa vào danh sách thì các bạn sẽ làm là DS là biến sử dụng cái phương thức là append mở ngoặc ra cái phần tử mình vừa nhận được là GT ta đưa vào cái chỗ này. Thế thì cái dòng lệnh này nó sẽ đưa cái giá trị GT vào cái danh sách. Rồi, chương trình của chúng ta đã hoàn thành, có nghĩa mình sẽ xin nhắc lại như sau. Đầu tiên là thông báo bạn cần nhập vào bao nhiêu phần tử. Số phần tử nó sẽ nhận từ bàn phím, nhưng mà sau đó chúng ta phải ép kiểu. Lặp nó sẽ nhận cái giá trị bởi cái phương thức là range từ số 0 cho đến số phần tử. Mỗi phần tử ở trong này cách nhau một đơn vị. Có nghĩa chúng ta nhập vào 4 thì nó sẽ là từ 0 cho đến 3. Từ 0 đến 3 thì cùng là 4 phần tử. Các bạn hiểu như vậy. Một cái danh sách với 0 phần tử tức là trống. Sau đó chúng ta lặp lại. Lặp theo cái địa chỉ chính là x chính là địa chỉ. Đúng không? Lần thứ 0 thì thêm vào tại số 0, lần thứ 1 thì thêm vào tại số 1, ý như vậy. Vậy giờ này từ 0 cho đến số phần tử trừ 1, mình tạm hiểu như vậy, trừ 1. Tại sao trừ 1? Vì mình nói là nhập vào số phần tử là 4, thì x nó được tạo ra. X sẽ nhận giá trị là 1, 2, 3. Đầu tiên là 0, đây nó sẽ là 0, 1, 2, 3. Rồi mình xóa nha. Cứ mỗi lần bốc cái x từ cái biến lập thì nó thực hiện 3 cái lệnh đồng thời. Lệnh thứ nhất là đưa ra thông báo. Lệnh thứ hai là lấy giá trị từ bàn phím đưa vào biến GT. Và sau đó thêm cái biến GT. Cụ thể là thêm giá trị ở biến GT vào cái danh sách trống ở đây. Nha. Lưu là list này. List 10. Sau khi lưu xong thì sẽ thực thi chương trình vào run hoặc gọi F5. Bạn cần nhập bao nhiêu phần tử? Chúng ta nhập vào 5 phần tử. Phần tử tại 0 bằng bao nhiêu? 12. Phần tử tại 1 15. Phần tử tại 10 tại 3 17 đi. 22. Phần tử số 4 17. Phần tử 5 phần tử thì phần tử số 4 cũng là kết thúc bởi vì địa chỉ của nó chính là 0 1 2 3.
Từ 0 cho đến 4 là 5 phần tử rồi này. Bye bye. Enter. Như vậy thì chúng ta đã có một cái danh sách với 5 phần tử. Giờ ta đi kiểm tra cái danh sách đó bằng cách là gõ ds. Thì các bạn thấy 5 phần tử ở bên trong là 12, 15, 17, 22 với 77. Đây. Đầu tiên là 12. Nó tạo ra cho các bạn một cái danh sách. Đây là cái cách mà chúng ta viết một cái chương trình để nhập cái giá trị từ bàn phím vào cái danh sách. Và ở đây các bạn thấy những cái con số đều đặt trong dấu nháy. Vì sao? Bởi vì cái lệnh là input này nó luôn nhận cái kiểu là kiểu string. Và ở đây mình ép kiểu. Cho nên khi mà chúng ta nhập bất cứ cái gì từ bàn phím vào thì nó đều là kiểu string. Các bạn lưu ý chỗ đó. Và cái video của mình cũng kết thúc tại đây. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.